luôn, các bạn đã nghe rõ chưa? Tuy rằng tên tuổi GG là rất lớn, tuy nhiên thì GG đã không thi đấu đỉnh cao cũng khá lâu rồi, cho nên là hy vọng vô địch thì nó cũng không phải là chắc chắn. Và trận đấu sẽ được bắt đầu. Map thi đấu đầu tiên được chọn hôm nay đó là map thi đấu chạm phát sóng, một map đấu đã từng làm nên tên tuổi của Genius Gaming. Và ở lượt thi đấu đầu tiên họ lại còn có lợi thế được trấn thủ bên phía Globalist, trong khi đó thì AOK họ phải chịu trách nhiệm tấn công. Và chịu trách nhiệm tấn công ở server miền Bắc này với cái ping là 30 thì không hề dễ dàng chút nào. Điểm qua đội hình của bên phía AOK đó là Doremi, Silao, Doraemon, Solar và Nelwis. Vâng, đặt tên theo đúng nhà phát hành của CF. Ở bên phía Genus Gaming, đội hình đó là anh 4, Aizen, Giang, Linkin Park và Undefeated. Ở đây thì Aizen và Undefeated đang thủ bom sai B, trong khi đó ba thành viên còn lại họ thủ bom sai A và không có ai thủ mid cả. À vâng, như vậy là Aizen đã phải lùi ra để thủ mid. Họ sợ rằng bên phía của AOK họ sẽ sộc vào khu vực mid và móc được hai bom sai còn lại. Sniper TDN vẫn đang cố gắng tìm và bắt người, tuy nhiên thì anh vẫn chưa thành công ở round đấu này. Nhưng Aizen mới là người mở tỷ số cho Genus Gaming với một pha bắn headshot được Doremi ở khu vực mid gần. Vâng, Nelwit lại dính vào một cái book ở map đấu chạm phát sóng. Map đấu chạm phát sóng là một trong map đấu mà nhiều book nhất, khi mà liên tục rất nhiều người đã dính phải những cái book này nhưng mà nó vẫn chưa được khắc phục. Bây giờ thì AOK chỉ còn 3 người thôi, vừa nói xong thì Undefeated đã hạ gục thêm được Silla với nỗ lực tấn công B nhưng mà không thành công. Bây giờ TDN và Doraemon đối mặt với bên kia là 5 thành viên của Genus Gaming và họ còn đang rất khỏe mạnh. Như vậy là khá khó cho bên phía AOK rồi. Người đang cầm bom là Doraemon đang ở khu vực Long A này. Tuy nhiên thì Solar đã hạ gục được Undefeated. Tuy nhiên thì bom bây giờ chỉ còn 40 giây mà thôi. Doraemon bắt buộc phải tiến lên khu vực bom xa để đặt bom. Bây giờ chỉ còn một mình Doraemon solo ở khu vực này thôi. Mà ở trên bom Saya thì tới 3 thành viên. Như vậy là Genus Gaming họ đoán được hướng di chuyển của bên phía AOK và họ đánh chặn. Đánh chặn rất đông như thế này thì làm sao mà đặt bom được. Vâng, tút ngay, chạy về ngay, nhưng mà chạy về thì không đủ thời gian, lại quyết định quay lại. Vâng, và một mạng có ra. Kết thúc hiệp 1 của trận đấu này, người ghi tỷ số là Genus Gaming 1-0. Bốn sẽ là người thủ bom K3. Không, như vậy là rất thổ báo, anh ép lên luôn. Ép lên và có ý định móc về rào sang. Undefeated bị cấu đi một chút máu nhưng mà không hề gì. Vâng, nhìn thấy bốn rồi, bốn hạ gục được TDN Sniper của bên phía AOK. Đấu súng tiếp với Doremi và lần này Doremi là người chiến thắng. Vẫn chỉ là một đổi một mà thôi.
Và một thành viên ở đây, Solar đã kết nối lại. Vẫn là 4 đối 4 và máu là hoàn toàn tương đương nhau. Cả về người, cả về máu. Bên phía AOK họ đang quá phân vân, không biết là nên chọn hướng tấn công ở đâu. Khi họ phân bố 4 thành viên, một ở A, 2 ở mid và một ở B, vẫn chưa có một hướng tấn công nhất định. Và có lẽ là sẽ là tấn công bom sai A. Hay lại cái bài fake mà miền Nam rất hay làm đây. Một người cuối lo A. Như vậy là sẽ tấn công vào khu vực mid chứ không phải là bom sai A. Không tấn công trực tiếp vào bom sai A. Và Zenus Gaming họ nên cẩn thận. Aizen đã ngay lập tức lùi về. Đánh hơi thấy mùi nguy hiểm và lùi về khu vực mid ngay. Rất là hay. Linkin Park có double kill của mình và không có triple kill cho anh rồi. Khi mà Doremi anh đã hạ gục được Linkin Park. Một bom và Linkin Park. Vâng, Undefeated cùng với Giang cùng lúc hạ gục hai thành viên của bên phía AOK. Nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 nghiêng về phía Genus Gaming. Liệu rằng Giang sẽ có bắt được con bò lạc nào không? Và câu trả lời sẽ là không khi mà bốn thành viên của bên phía AOK họ đang tụ ở khu vực B. Rất nhiều khói. Liệu có dám đánh B nhanh không? Một trái bom của ai đó có lẽ là lính kinh... À, Undefeated. Hình như là Undefeated đã cướp mất đi 56 máu của bên phía Silao. Nelwit thì vẫn đang ở đây và định quấy đảo khu vực bom xe A. Cùng với TDN vẫn đang trấn thủ khu vực mid và chưa dám bỏ vị trí để cùng những người đồng đội của mình tấn công vào bom sai B. Họ sẽ phải đổi hướng thôi. Khi mà Silao chỉ còn 15 máu, không biết là đấu súng kiểu gì. Liên tục là lỗ máu đến từ AOK. Doraemon đang là người cầm bom. Anh vẫn đang lang thang ở khu vực bom sai B này, ở khu vực cửa nước và chưa dám lao vào. Vì lao vào thì chờ đợi anh đó là Undefeated cùng với cả Aizen. Aizen thi đấu rất linh hoạt và anh liên tục di chuyển giữa khu vực bom sai B và khu vực mid. Vâng, Giang lại tiếp tục là người mở bát cho bên phía Zenith Gaming. Và hai mạng rồi, nhưng Solo đã đổi được mạng của Giang. Nelwit cũng đã leo được khu vực bom sai A và chiếm được bom sai A rồi. Gọi ngay hội ra, vâng, Zenith Gaming họ hội gọi hội rất nhanh. Và hạ gục được Nelwit, bây giờ lại là thi đấu thiếu người cho bên phía của AOK. Lại là gần hết giờ và họ thi đấu với... chỉ còn Doraemon mà thôi, nhưng Doraemon lại là di chuyển rất thông minh và đã vào được khu vực bom sai B. Anh sẽ đặt được bom, nhưng mà nhiệm vụ cứu bom của bên phía Zenith Gaming họ theo tôi nghĩ là khá đơn giản khi họ có tới 4 thành viên. Bây giờ xô vào một lúc thì làm sao mà đỡ được. Và anh 4, anh đã hạ được Doraemon và cũng sẽ là người gỡ bom. Tỷ số là 3-0. Khá là chênh lệch ở trận đấu này. Liệu là có chiến thắng 5 sao dành cho Zenith Gaming hay không? Vâng, TDN đã phải đổi sang khẩu AVM VIP rồi. Linkin Park lại là một người mở màn cho bên phía Zenith Gaming khi anh đã ép lên đến tận khu vực nước rồi. Vâng, hai mạng cho Linkin Park, 3 mạng cho anh. Nhưng Doraemon đã kết thúc cái chuỗi chiến công của Linkin Park. 3 mạng là quá đủ rồi. Quá đủ 1 đổi 3. 2 đổi 3 cho bên phía Zenith Gaming và Doremi anh cũng chỉ còn 10 máu mà thôi. Giật dẹo một trái bom nhưng mà người trúng bom lại là Doraemon. Vâng, 4-0 cho Zenith Gaming, họ đang tỏ ra là quá mạnh so với bên phía AOK. Đại diện đến từ Hà Nội đang thể hiện một bộ mặt rất tốt và làm chúng ta nhớ ngày vị tháng được gọi là thời kỳ hoàng kim của họ. Vâng, một pha đột kích vào K3 không thành công khi mà Linkin Park anh đang thể hiện những màn đánh chặn tuyệt vời. Cả tấn công lẫn phòng thủ thì hôm nay Linkin Park đều đã làm tốt. 6 mạng là những gì chúng ta có thể thấy được ở Linkin Park và ba thành viên còn lại của bên phía AOK họ vẫn đang ở khu vực K3. Ngay lập tức phải lùi rồi khi mà áp lực tấn công từ bên phía Zenith Gaming là quá lớn. Vâng, một mạng nữa cho 4, bây giờ thì chỉ còn Doremi và TDN. Mình đã nói là ở server miền Bắc này thì công việc công
đối với cả bên phía AOK là không hề dễ dàng, lại là một mạng nữa bị hạ dưới nòng súng M4A100 Former của 4. Và một mạng Doremi kéo lại một chút hy vọng cho bên phía AOK. Nhưng đằng sau lưng anh và cả trước mặt anh nữa là các thành viên của Zenus Gaming. Liệu rằng có một pha hạ gục được Undefeated hay không? Undefeated cũng rất là khôn, đục trách là chính xác nhưng lại bỏ nòng súng ra. Vâng, và Doremi hạ được Undefeated rồi, một pha headshot. Bây giờ là đấu súng nhưng mà 4 đã là người giành chiến thắng, 7 mạng cho 4 và vượt lên giành MVP của trận đấu này. Mình đã bật tiếng súng rồi mà. Mình đâu có tắt cái gì đâu. Thôi rồi, mình sẽ bật to lên một chút xem có được hay không. Mình đâu có tắt tiếng gì đâu. Đây, vẫn bật hết. Mình sẽ tăng lên tầm 38 đây. Chúng ta hãy cùng chuyển sang server miền Nam và liệu rằng AOK họ có thể làm gì để thay đổi cục diện trận đấu này hay không. Ở ba kênh mấy nhỉ? Quên mất không kết bạn với cả kênh 7 thì phải, đúng là kênh 7 rồi. Bây giờ mình sẽ vào đây và test xem là có tiếng súng hay là không. Mà đáng ra là phải có tiếng súng chứ. À, đúng là không có tiếng súng thật. Mình sẽ cố gắng khắc phục cái này, vấn đề này. Bây giờ mà restart thì nó sẽ rất lâu, không chỉ là bật vào đột kích mà hy vọng là sẽ được. Mình không biết cái kênh này là Vic Max setup chứ không phải mình setup, mình không biết. Mình không giới hạn ai cả. À, hôm qua chắc là bắn VC giới hạn để cho không spam.
hy vọng là được vào test phát. Máy này ngày nào mà chả stream, chẳng qua hôm nay nó xì đa tí thôi. What the fuck? Này rất xì đa. Cái gì này? Thôi rồi. What? Sao nó đen luôn màn hình này? Không hề vui đâu. Đi này không hề vui đâu. Má. Thôi cứ vào rồi tính xong. Mark đang ngồi giám sát thi đấu online với Genus Gaming. Thứ hai là bỗng lên thì gọi điện ăn máu. Hy vọng là sẽ được. Cầu trời là được. Nếu không thì hết trận này sẽ phải restart máy. Và như thế là rất là xì đà. Tiếng súng rất là ngon nhau. Vâng, và như vậy là hiệp thi đầu thứ 2 sẽ bắt đầu ngay bây giờ đó. Khi mà mình đã khắc phục được cái lỗi không có tiếng súng, cách restart rất đơn giản nghe. Bên kia 4 Doraemon là người đã không cẩn thận trong tình huống này, khi mà anh không biết làm sao mà anh quay mông lại, anh chổng mông vào mặt đối phương và anh chạy mất. Vâng, và liên tục là những bạn ở Genus Gaming bây giờ thì AOK họ chỉ còn 2 thành viên thôi và có thể là 6-0 rồi. Vâng, như vậy đúng là 6-0. Restart để vào game nhưng mà thế đấy, bắn một ván xong lại out luôn, chuyển sang map đầu thứ hai. Vâng, một pha tấn công B nhanh, tuy nhiên thì cũng là phần bất cẩn đến từ AOK khi mà không biết vì lý do gì Doraemon quay đít bỏ chạy. Vâng, map đấu thứ hai sẽ là dinh thự cấm. Map đấu ngày hôm nay là đều là do Vicmark chọn. Các team Hà Nội thì họ thường tấn công khá là nhanh, theo mình thấy là như vậy. Còn các team Hồ Chí Minh thì cũng như là miền Trung thì họ thường hold đến giây, đến khi mà cái thời gian nó chuyển đỏ họ mới bắt đầu tấn công. Và thường cái chiến thuật tấn công của bên phía Hồ Chí Minh mà đặc biệt kể ra là BossFN thì họ rất hay là đánh kiểu fake và 3B2A ngồi ngược lại. Vâng, xem liệu rằng Genus Gaming họ có dám là tấn công nhanh ở map đấu này nữa hay không. Có vẻ như là không dám rồi. Vẫn đang thi đấu rất cẩn thận và từ từ thôi. Một trái bom vào và mạng dành cho 4 và liên tiếp 3 mạng được tiếp dành cho Genus Gaming. Và bây giờ là 4, chỉ có một mình Silla với 5 thanh niên khỏe mạnh bên kia. 5 thanh niên còn full 100 máu. Không hiểu vì lý do gì mà đấu súng ở rất nhiều nơi nhưng mà chưa có ai bên phía Genus Gaming họ mất mạng nào cả. Ăn đi tích cực lại có thêm một mạng ở mình. Silla không thể nào mà cứu được cái trận thua đã trông thấy đó. Và lại là 1-0 cho Genus Gaming.
Và tuy rằng chấp ping như đã thấy ở đây là ping rất cao dành cho Zenon Gaming, nhưng họ vẫn đang thi đấu áp đảo so với AOK. Thậm chí là AOK họ không lấy được một máu nào của Zenon Gaming trong round đấu đó cả. Solar thì cầm 3Z ở thủ khu vực bom site A. Tuy nhiên thì tất cả các thành viên của bên phía Zenon Gaming đã phải là tất cả chưa? Như vậy mới chỉ là 4 thành viên của Zenon Gaming thôi. Họ có ý đồ tấn công B, trong khi đó một mình Giang ở đây và mò ra khu vực A. Không, như vậy quay lại lấy bom đấu súng ở đây. Tên King Park và mất khá nhiều máu, nhưng mà Aizen thì bốn hạ gục được hai thành viên bên kia, và bây giờ là ba thành viên bên kia. Doraemon cũng chỉ để lại được một thôi, và là như vậy có lẽ sẽ là 2-0 cho bên phía Zenon Gaming rồi. Họ đang thể hiện một bộ mặt quá mạnh ở so với bên phía AOK đây. Đại diện đến từ Hà Nội đang thể hiện một bộ mặt phải nói là rất ấn tượng, khi mà Aizen, Linky Park cùng với bốn thi đấu rất là đông đủ. Một mạng solo TND, à TDN, và hai mạng liên tiếp cho solo. Và đây là lần đầu tiên mà mình thấy bên phía AOK họ vươn lên dẫn trước về người, và ba mạng cho bên phía AOK rồi. Liệu có pha lật kèo ở đây hay không? Bây giờ chỉ còn một mình, à còn hai mình, đó là Undefeated và cũng như là Linking Path, Link Impact. Bây giờ thì công việc đơn giản hơn rất nhiều dành cho AOK rồi. 5 người mà chống 2 thì đương nhiên là đơn giản hơn rồi. Bây giờ thì Park cũng như Undefeated đang sống trong nỗi sợ hãi, nhưng mà xung quanh anh là 5 người. Bây giờ chỉ có một mình Linkin Park thôi, ra mà chết đi, làm sao mà chống lại được. Vâng, đúng như vậy, nó là 1-2 cho bên phía AOK. Tỷ số đã được rút ngắn và cái hy vọng của AOK họ đang nhen nhóm dần lên. Lần này thì lại chơi bài ra mid để có thể hy vọng bắt được người. Nhưng mà Giang đã tỉnh và đẹp trai rất nhiều. Anh bắt được solo trước. Và cứ mất người như thế này, mất người trước thì bên phía của bên phía AK họ rất khó để đép. Rất may là Nelwit anh đã đổi được mạng của Linkin Park. Hai sniper là những gì mà Zenus đang chơi trong chiến thuật của mình. Hai người này đều đang ngắm vào khu vực bom sai A, và chắc chắn sẽ là tấn công vào khu vực này rồi. Bom xe A thì của bên phía AOK bây giờ chỉ còn một mình là Si Lao ở đây mà thôi. Ở gần bom xe A thì có Doremi, nhưng mà nước xa thì không cứu được lửa gần. Và nếu bây giờ Zenon Gaming họ chấp thời cơ thì rất có thể là bom sẽ được thiết lập và không ngoài cứu được một trận thua cho AOK. Đúng như là mình dự đoán, Doremi đang về cứu, nhưng mà liệu có kịp hay không? Bom thì để hơi lên hơi chậm một chút. AOK đã tiếp cận được khu vực máy của bom xe này rồi, khu vực hàng rào rồi, và bốn vừa hạ được theo Wick. Doremi vẫn đang rất là kiên nhẫn, mặc dù bom đã được đặt, anh không thèm ra luôn, không thèm ra. Và bây giờ thì vị trí được phát hiện rồi, chạy đâu cho thoát và ép luôn, nhưng mà hơi tự tin thái quá đến từ Undefeated. 1-3, 3-1, hai mạng cho Doremi rồi. Bây giờ chỉ cần câu giờ thôi, đó là Zenus Gaming. Và họ không cần câu giờ, họ giết luôn được Doremi. 3-1 cho bên phía Zenus Gaming rồi. Ở server miền Nam mà còn bắn như thế này thì về miền Bắc làm sao mà AOK có thể chiến thắng, có thể lật kèo so với GG đây. Và sốc thẳng full mid luôn, rất hổ báo cáo trồn. Vâng, ba người đã sang khu vực B qua cái hầm này rồi. Và khu vực bom sai B sẽ lại bị nguy hiểm. Bây giờ mình sẽ theo dõi màn hình của Aizen, người đang cầm MVP của trận đấu này với 6 mạng. Vâng, Aizen làm gì vậy? Quyết định là đục. Linkin Park đã có mạng của Nelwit. Đồng đội của Nelwit không mời cover kịp, và thậm chí họ không cover. Họ muốn móc lốp lại ở khu vực này. Người dẫn đầu đoàn móc này đang là Doremi. Một mạng nhưng không phải cho Doremi, mà đó là double kill cho bên phía của 4. Solar vừa hạ được Linkin Park, tuy nhiên thì bây giờ vào bom sai làm sao được. Và 4-1 cho bên phía Zenus Gaming. Trận đấu đang diễn ra quá nhanh và Zenus Gaming họ đang thể hiện một phong độ quá tốt.
Lại là cái bài tấn công vào hầm đâu. Gặp Neo Wit rồi, đấu súng ở đây. Vâng, không hề ngại, đó là anh 4 và Undefeated cùng lúc đó cũng hạ gục được Doremi rồi. Đổi lại được một mạng, đó là Solar. Tuy nhiên thì bây giờ đang là tình huống 4 đấu 3 vẫn là có lợi cho Zenith Gaming. Và là 4 đấu 2 rồi, 4 đấu 1 với pha double kill của Aizen. Và bây giờ là 5-1 cho bên phía Zenith Gaming rồi. Một ngày thi đấu quá dễ dàng cho Zenith Gaming. Đúng như các bạn đã nói thì hôm nay là quá là chênh lệch rồi. Mình không biết là đội hình của Zenith Gaming thi đấu lần này gồm có những ai. Tuy nhiên thì với những gì họ đang thể hiện ở ngày thi đấu hôm nay, với một đội đã chiến thắng trong ngày thi đấu đầu tiên của VAC tháng 11, thì họ đang là ứng cử viên vô địch. Họ rất xứng đáng ngồi ứng cử viên vô địch. Rất nhanh sẽ chuyển về server miền Bắc và rất có thể sẽ là 2-0 cho Zenith Gaming. Khi mà ở server miền Nam thì họ thể hiện phong độ tốt như thế vì về miền Bắc với cái ping là 1 và 2 ở bên kia họ bắn với cái ping 2x 3x thì làm sao mà thở được. Vâng, về cái nick thì mọi người đổi nick cho nhau liên tục cho nên là không biết ai với ai đâu, chứ chưa chắc đã là người của Phai Đẹp Dài đâu. Cái nick đấy bây giờ thì vào clan nó rất đơn giản rồi, không như là nó cho nên là đổi nick tấn công bom sai B. Đó là lực phía của Doremi. Đục cái gì vậy? Đục và Neo Wit. Neo Wit đã hạ gục được Undefeated và mở bát cho bên phía của AOK. Đây có phải là cái để cơ sở để mà lật kèo hay không? Mà không, khi mà EV, tức là 4 đã có được double kill mình. Bây giờ là tình huống 3 đấu 3. 4 dâng lên rất cao để thủ bóng sai A, một mình 4 solo của bóng sai A. Và một headshot cho 4, 4 mạng cho 4 rồi, 4 mạng cho 4, thi đấu quá tốt, đó là 4. Từ trận đấu thứ nhất cho đến trận đấu thứ hai thi đấu là quá tốt. Liệu có pha clear team hay không khi mà đục trúng Doremi rồi. Doremi chỉ còn 78 máu hay thôi, 78 máu mà thôi. 4 còn 2-3 máu, nhưng với cái phong độ này thì 78 máu chẳng là hề gì. Clear team chăng? Mình chưa bao giờ thấy một pha clear team nào ở VAC cả, ít nhất là những trận đấu mình đang. Như vậy là Giang là người thì cướp đi mất cái pentakill của 4. Và 1-0 cho Zenith Gaming rồi. Một round đấu nữa thôi thì ngày thi đấu hôm nay sẽ kết thúc với một trận thắng dễ dàng của Zenith Gaming. Bên phía AOK họ đang thi đấu không hề hiệu quả gì nào. 4 lại tiếp tục có mạng thứ 5 cho mình. Aizen cũng có double kill cho mình rồi. Và 4 một pha ném bom chuẩn xác có mạng thứ 6 cho mình. 6-1 là tỷ số hiện nay của anh 4 này. Đang thi đấu quá ấn tượng đi mà. Và 2-0 trận đấu kết thúc ở đây thôi. Một trận đấu quá chênh lệch và không có gì để bàn cãi cả. Một chiến thắng tuyệt đối dành cho Zenith bên mình. Họ đang trở lại hay sao? Muốn biết thì phải xem ngày mai cơ. Còn bây giờ mình hãy check qua cái lịch thi đấu ngày mai. Cái gì tranh quá nó cũng không hay. Và mình nhớ là 7:45 mình mới bắt đầu bê cái máy ra đến đây và set up xong, nhưng mà bây giờ 8:12 còn chưa đến nửa tiếng. Cái động xanh. AOK đội tuyển đến từ Vũng Tàu chứ không phải Cần Thơ. Lúc đầu là mình nhầm.
Mình sẽ check lại lịch lịch thi đấu. VAC. Ngày mai sẽ trận thi đấu giữa Zenith Gaming, đội tuyển đến từ Hà Nội, và Optimus, đội tuyển đến từ Nha Trang. Mình hy vọng là mai thì sẽ cân bằng hơn với sự bình luận trở lại của Vicmark. Nếu bạn nào có câu hỏi gì thì hỏi nhanh lên để mình còn off kênh. VAC sẽ được diễn ra vào ngày 15 tháng 11 và bọn mình đương nhiên rồi sẽ tường thuật VAC thôi. Còn hôm nay thì mình không biết vì sao mà cái mic này nó lại bé như thế. Vì hôm qua mình bình luận VAC miền Nam thì nó vẫn ok. Vâng, bây giờ thì mình sẽ off kênh thôi khi mà không còn gì nữa đâu. Hôm nay thì quá nhanh rồi. Mình cứ tưởng là lâu mình vừa cãi với cả dây bình luận viên Dota 2 xong kia là ông ấy bảo là Vicmark cát toàn chưa đến nửa tiếng. Mình cãi làm gì có chuyện đấy. Mà hôm nay thì đúng là chưa đến nửa tiếng thật. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai. Let's go.